Đây, chào anh em nha. Anh em nhìn khúc này cho anh em cũng biết khúc này ở đâu rồi nha. Đây mình đang vô cao tốc Trung Lương. Mình đang đi ship chiếc xe Sachi 2000 full zin cho anh em Tiền Giang. Anh em cũng lặn lội cực khổ dầm mưa lên coi xe anh em cọc xong rồi mình ship. Sáng thì mình đi Đồng Nai, chiều thì mình đi Tây Ninh, Trảng Bàng. Ship sáng thì ship chiếc Sibo 99 cho anh em Đồng Nai. Trưa chiều đi chiếc Sibo 2000 xe thường 295 cho anh em Tây Ninh. Còn tối giờ này đi chiếc xe chia 2000 bạc đen cho anh em. Đó. Mình cũng đội ơn anh em và tin tưởng ủng hộ Hiếu. Nói chung cái sự tin tưởng của anh em, Hiếu không làm cho anh em thất vọng nha anh em. Rồi chuẩn bị cái này chắc còn 40 cây nữa mới tới. Đó, anh em cứ lên coi xe cọc là Hiếu sẽ hỗ trợ cho anh em về tới nhà nha anh em. Anh em là mua xe Hiếu bên Hiếu rồi chắc anh em cũng biết cái xe là một bên Hiếu như thế nào nha. Sẽ không phủ lòng tin tưởng của anh em dành cho mình nha anh em. Sẽ tận cố gắng hết sức những gì có thể. Rồi đây, rồi mình tạm thời mình ngắt video tại đây nha anh em. Lát nữa tới nhà rồi mình quay tiếp cho anh em xem. Sẽ chia bật đèn vào tận nơi. Rồi tạm thời mình chia tay anh em nha. Tới nơi nha anh em nào mua xe liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình 0977896908. Sao chứ? Rồi rồi, sơ cái chạy gì cái chạy tàn tàn thôi. Chạy 60 thoải mái. Thì em ru không nghe gì luôn. Ok anh. Đó, người tách dòng. Người tách dòng coi sao. Máy cực kỳ êm nha nè. Máy như xe dinh luôn. Phải làm đi, phải trùng mà không lẽ không trùng bá. số máy bên này. Coi gì nữa. Đây. Trời ơi, đủ má tao ơi mày.